Rồi xin chào tất cả các anh em nhé. Trời đang mưa khá là to luôn. Mình đang ráp một cái ná tép chỉnh sẵn ha. Dây này là dây 1,5 ly anh em. Do mưa ồn mình cố gắng mình nói to anh em thông cảm nhé. Đây là ống ngắm nhanh cốt chỉnh đồng. Đây. Ống ngắm nhanh cốt chỉnh đồng vỏ hợp kim anh em nhé. Ống ngắm thì anh em biết là nó có rất là nhiều mẫu ha. Một cây ná mà VIP 10 mà chơi được thôi á thì nó tầm 550 là ok, là bao ship tận nhà cho anh em rồi đó. Nhưng cây này nó tới 950 nha anh em. Thì nó khác cái cây 550 chỗ nào? Thứ nhất là cái cò này là cò loại 1, cò inox đúc nguyên khối. Thì có rất là nhiều video mình hướng dẫn anh em phân biệt cò loại 1, cò loại thường ha. Còn cái cò zin của thằng VIP 10 này thì nó là còn như thế này. Cò zin của thằng VIP 10 á, cò zin của VIP 10 là nó như thế này nha. Bóp nó hơi cứng nha, nếu mà đạn căng bóp nó hơi cứng nha, sẽ ảnh hưởng tới cái độ chuẩn của cây ná. Mặc dù bắn vẫn được, nếu anh em bắn quen cây ná bắn vẫn được, bóp hơi cứng nhưng mà bắn quen cây ná bắn vẫn được nha. Chứ không phải là chơi không được. Nó cũng chỉ ảnh hưởng cái độ chuẩn là tại sao? Tại vì khi anh em dùng sức anh em bóp cái cò thì cái ná sẽ bị lay. Cái anh em canh chỉnh rồi, nhưng mà khi bóp cò dùng sức nhiều quá, cái đầu ná nó bị lay là dẫn tới là nó gần trúng hoặc là nó sẽ suýt trúng. Chứ nó không được chuẩn. Mưa to quá anh em à. Chứ không phải là cái cò này nó không chuẩn nha. Chứ không phải là cây ná VIP 10 cái cò này nó không chuẩn. Cây cò rất quan trọng nha. Nếu mà bóp nhẹ nhàng, đạn nó nhả ra rất nhẹ nhàng thì nó ok, nó không ảnh hưởng tới cái độ chuẩn là tại sao? Tại vì lúc đó khi anh em dùng sức nhẹ thì cây ná nó không bị lay. Lúc bóp cò nó không bị lay. Cái này anh em nào có đi học bắn kỹ thuật bắn súng này, học quân sự rồi học cấp 3 là anh em biết ha. Anh em nào chơi PCB nhiều anh em cũng biết ha. Thì mẫu này là mẫu ống ngắm nhanh cốt chỉnh đồng vỏ hợp kim, mẫu này bán lẻ là 400 nha. Anh em mua chung cây ná thường tính 350 đó, bán theo giá combo là sẽ giảm như thế đó. Thì nên là khi mà anh em lắp cái cò này là anh em phải bù thêm tiền nè đó, và anh em lắp cái ống ngắm này anh em phải bù thêm tiền nè, thì cái ná nó sẽ lên 950 nha. Thì nói chung là anh em tin shop nào thì anh em mua shop đó. Chứ còn ví dụ như trong trường hợp anh em vẫn nhìn thấy cốt chỉnh đồng này nhưng mà vỏ của nó là vỏ nhựa thì nó cái hàng nó sẽ rẻ hơn nha. Thì hai cái thằng vỏ hợp kim với vỏ nhựa ABS á thì nhìn bề ngoài nó giống nhau luôn, cái hộp nó cũng giống nhau luôn. Và ở trong chỉ có thằng nặng hơn và thằng nhẹ hơn thôi. Thằng vỏ hợp kim thì nhìn nó nét hơn, góc cạnh nó nét hơn và cầm nó nặng tay hơn. Đó. Còn thằng vỏ nhựa ABS đó thì nó sẽ cầm nó nhẹ. Anh em cảm giác như cầm cái đồ chơi á. Cầm đồ chơi con nít vậy đó. Cầm cái đồ nhựa nó khác cái đồ nhôm với anh em. Đó. Thì tiền nào của nấy anh em nhé. Chứ không phải là cây ná mà bình thường anh em mua cây ná trên mạng 550 là anh em có chơi rồi, có ngắm đàng hoàng. Nhưng mà tại sao cây này nó lại lên 950? Đó. Thì anh em phải biết là tại lý do tại sao nhá. Thì nói chung cái đồ ngon thì anh em chơi ngon thôi. Tùy theo cái túi tiền anh em. Thì này mình cũng đã chỉnh sơ lược qua, bây giờ mình test ở cự ly 15m. Ở ngoài mưa rất là lớn. Nói chung nó cũng bớt mưa rồi chứ không phải lớn gì. Nãy là mưa lớn ồn, bây giờ nó cũng bớt rồi, nhưng mà mình ngồi trong nhà bắn ra anh em nhé. Mình sẽ kẹp cái mục tiêu ở đây. Kẹp camera ở đây. Thường là mình sẽ test tầm chục phát thôi. Nãy giờ mình test khá nhiều rồi, bây giờ mình bắn mấy phát thôi anh em nhé. Đây mục tiêu. Mục tiêu là cái lon bò hút ngoài kia nhé. Đó, mình zoom lên tí nữa cho anh em thấy dễ ha. Rồi, cái kẹp đạn vô đạn này thì mình clip nào cũng có rồi, nên là mình sẽ không zoom tới zoom lui nữa, không đụng vào cái ná nữa nha. Không đụng vào camera nữa. Để anh em thấy là mình không có cắt ghép nha. Rồi, phát đầu tiên nè anh em. Đó, anh em thấy chưa? Rất chuẩn nha. Phát đầu tiên nha. Nói chung mình chỉnh cũng khá là chuẩn rồi đó. Về anh em chỉ việc chơi thôi. Còn anh em nào muốn bắn mục tiêu nhỏ như là viên pin tiểu hay hột quẹt á, thì anh em có thể là viên pin tiểu hột quẹt, anh em có thể là làm cái tâm chấm á, cái tâm mà có số rồi á. Đó. Phát thứ hai nè. Đấy. Chúng anh em nha. Phát thứ ba nè.
nói chung là bắn nó sẽ có phát rung tay, nó hụt, nhưng mà mình bắn nên em biết là cái độ chuẩn nó rất là cao. Tại vì khi mà nó bắn mỗi phát ăn mỗi nơi á thì nó không thể nào mà chỉnh ống ngắm để bắn được anh em nhé. Phát thứ ba nào. Đấy, trúng anh em chưa? Bắn 3 phát liền, trúng 3 phát, anh em thấy độ chuẩn nó khá cao nhé. Phát thứ tư nào. Đối với những dòng ná như thế này chúng ta sẽ bắn 20m đổ về là rất ok. Bắn chim đêm được nha. Còn bắn rình rập bụi tre, bụi lùm, ngọn cây chứ không thể nào mà mình bắn như súng BCB mà đem ra mình bắn còn ngoài đồng được. Không thế nào mình rình rập được. Đấy, phát thứ tư trúng luôn nha. Phát thứ năm anh em nhé. Anh em để ý là mình không hề đụng cái camera một tí nào luôn, không sợ nó lắc, anh em nghĩ là mình cắt. Phát thứ năm nào. Đấy, trúng anh em thấy chưa. Chuẩn bị phát thứ sáu nào. Mình vô đạn mình bắn khá nhanh. Phát thứ sáu nào. Đấy. Chuẩn bị phát thứ bảy nha nè. Phát thứ bảy nha. Đấy, anh em thấy chưa? Bắn phát nào cũng trúng luôn. 15m thì nói chung là bắt phát bắt trúng là có thể nha anh em. Phát thứ 8 nào. Nói chung là đôi khi mình quay clip á, mình bắn vội quá, mình bóp còi mình rung tay á, thì nó cũng hụt bình thường thôi. Nhưng mà không việc gì mà mình phải cắt hết. Anh em hiểu là không việc gì mình phải cắt ghép hết. Đấy, phát thứ 8 ấy. Bắn rất dễ trúng anh em. Cây ná mà sử dụng dây dẹp này nó bắn nó ít giật hơn cây ná mà bắn dây tròn. Cây ná bắn dây tròn anh em nào mà chơi bắn quen rồi thì bắn nó lại sướng hơn cây ná bắn dây dẹp. Tại sao? Vì lực nó khá mạnh. Chín không? Đấy, sượt anh em thấy không? Vẫn trúng nha. Phát thứ 10 nha. Mình bắn khá nhanh nên là nhiều khi canh cũng chưa kỹ. Nhưng mà phát vừa rồi vẫn trúng nha anh em. Phát thứ 10 nào. Phát 10 hụt rồi. Thứ 10 bắn hụt nha anh em. Cái bắn thêm phát nữa đi cho nó trúng 10 phát cho nó vui. Nói chung cũng dễ trúng lắm nè. Hôm qua là bắn vội quá thì bắn. Thứ 10 nào. Đấy, trúng nha. Rồi, 11 phát trúng 10 phát nha. Đó, mục tiêu khá xa anh em thấy không? Đó cây này mình chỉnh xong rồi đó. Anh em nào yêu cầu mình lắp ráp chỉnh sẵn như thế này á thì mình sẽ ghi là đồ gỗ mình gửi nha. Mình chỉ tháo vít đây thôi nè. Đây con vít nè. Dưới này con vít, cái này con vít nè, tháo cái tay cầm ra nè. Là mình sẽ nẹp cái tay cầm vô là mình gửi kèm. Như vậy thì anh em về anh em chỉ có bắt hai con vít ngay đây nữa vào thôi là anh em chơi không phải chỉnh cái gì nữa hết. Còn nếu trong trường hợp anh em muốn chỉnh cho độ chính xác nó cao hơn, ví dụ như ở đây mà về mà anh em làm tâm cộng á, tâm chấm, làm tâm chấm tâm số á, có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số giống như bằng người ta bắn cung á, thì anh em bắn anh em sẽ thấy nó sẽ lệch tầm nửa phân hay một phân gì đó tùy theo cái ná mình chỉnh. Tại vì bắn cái lon bò hút thì nó sẽ to nên là nó rất là dễ trúng. Nó rất là dễ trúng. Bắn cái lon bò hút này rất là dễ trúng, cự ly 15m. Đó, anh em thấy không? Thì về anh em có thể là chỉnh lại một tí này, nút này là bắn chỉnh lên xuống nè, nút này chỉnh qua lại nè. Anh em chỉ nhích một xíu thôi nhé. Đó, ví dụ thấy nó cao quá là nhích một xíu thôi. Thì anh em hỏi là vặn chiều nào thì nó lên, chiều nào thì nó xuống dễ à. Anh em cứ dùng cái tu vít nhé. Anh em nhích thử qua trái, nhích thử chiều kim đồng hồ nhé. Thì anh em thấy nó mà nó đi lên á thì anh em ok, nó đi lên đúng chưa. Còn nếu nó đi xuống mà anh em muốn nó chỉnh đi lên á thì anh em vặn ngược lại thôi, vặn ngược chiều thôi.
anh em nhích qua nhích lại cái anh em biết nó lên xuống như nào rồi, đâu có cần phải nhớ đúng không? Rồi mới nhớ nhiều khi nó loạn á. Tại có khi mình chỉnh xong mình nhớ là nó cùng chiều hay là ngược chiều, nhưng mà đến khi mà vô mình chỉnh cái tự nhiên là mình quên. Đó nên anh em cứ nhích thử là biết ha. Đó. Cái này anh em nào mà yêu cầu lắp ráp sẵn thì mình ghi đồ gỗ mình gửi không xem hàng nha. Cọc ít nhất 50 ngàn cho mình. Cọc ít nhất 50 ngàn cho mình ha. À, mình gửi tới anh em nhận hàng rồi khui hàng, lúc khui quay cái clip cho mình, gửi thiếu gì mình gửi bù. Gửi thiếu gì mình gửi bù, hoặc là vận chuyển nó ném bể vỡ sau đó mình sẽ giải quyết, mình gửi bù cho anh em luôn. Và gửi bù là gửi không đồng nha, không phải gửi chịu ship nha. Gửi không đồng cho anh em luôn nha. Mình bên mình mà sai bên mình chịu ship hết toàn bộ. Còn anh em đổi cái gì đó thì anh em chịu ship. Bên mình xác định bên mình sai, anh em có clip gửi qua là ok, mình chịu toàn bộ hết. Đó, còn anh em nào mà ngại cọc thì anh em để nguyên linh kiện thôi. Mình để nguyên nè, cánh cò nè, ống nè, rồi ray nè, ống ngắm nè, dây nè, đó, tay cầm nè, tháo ba khúc ra luôn. Như vậy về thì anh em chỉ có bắt bốn con vít ngay cò nè, hai con vít ngay chỗ ray nè, và hai con ốc ngay chỗ cánh kia, hai con vít chỗ này nữa. Nói chung nó dễ lắm anh em ạ, nói chung rất là dễ luôn. Lắp ráp thì cái này anh em nhìn qua cái anh em biết lắp ráp liền, không cần phải chỉ nhiều. Còn anh em nào mà không biết thì mình gửi clip qua Zalo cho anh em coi, anh em lắp theo thôi, dễ lắm. Cứ đặt hàng bên mình gửi không cần cọc anh em nhé. Còn yêu cầu lắp ráp test sẵn như này thì phải cọc anh em nhé. Thì vấn đề là khi mà lắp ráp test sẵn như này á, nhiều khi về gặp một số người đàng hoàng ok không cọc á, ngày trước không cọc á, người ta nhận bình thường anh em. Còn có một số người á là nói là biết ông gửi cái gì về, hay ông bỏ cục gỗ và ông gửi. Đấy, khổ như thế. Có nghĩa là khi thỏa thuận thì đồng ý nhận, không cần xem hàng. Còn hàng tới nơi rồi lại làm khó shop, nói là không nhận tôi không lấy, à không cho xem tôi không lấy, thì lúc đấy thì cắn lưỡi anh em. Cho xem bất chắc gì đã lấy đúng không? Lắp nguyên cây cho xem chắc gì đã lấy đúng không? Cho xem mà không lấy thì biết cái số phận cái ná nó về đâu rồi đúng không? Nó về kho của giao hàng nó nằm đấy rồi. Người ta biết cái này là cái ná cấm vận chuyển mà. À, để nguyên linh kiện nhiều khi người ta du di nha anh em, người ta du di, người ta giao không được, người ta dán lại, người ta về người ta vẫn trả mình nhé. Còn đôi khi mà lắp nguyên cây rồi họ chụp hình lại họ gửi lên là gửi cây hàng tự chế, cấm vận chuyển là coi như thua, đúng chưa? Đúng chưa? Đó nên là anh em nào mà phải hiểu cái luật, chứ không phải tự nhiên shop đặt ra cái luật như thế, không phải nha. Shop bị mất hàng rất là nhiều nên là shop mà mới biết nha. Không ai mà ráp sẵn test sẵn như thế này rồi đi cầm nguyên cây ná về gửi mà cho xem hàng rồi mới nhận hết. Có nhiều ông còn bảo tôi phải bắn thử một hai phát rồi tôi mới nhận nữa. Đấy, hơi bị thua luôn. Cái này không phải như mua rau nha. Anh em phải nhớ là cái này không phải như mua rau. Anh em tin tưởng thì anh em mua, không tin tưởng tìm shop khác mua, hoặc là không tin tưởng shop nào luôn, nghỉ chơi luôn cho lành nha. Em quay clip là em quay xem đăng luôn đó, em không có edit nha. Nên là không có chèn được cái số điện thoại vào cái clip. Thì anh em nhớ số điện thoại giùm em là 0363712682, có Zalo nha, 0363712682. Anh em vào cái bình luận, em ghim một cái bình luận đầu tiên đó là ghim số điện thoại đó, số Zalo đó, anh em vào anh em liên hệ nha. Em chào tất cả mọi người nha.